Hello, xin chào tất cả quý khách hàng của Sườn Núi Gỗ Văn Biên. Và hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2019. Hiện tại cơ sở em vừa mới hoàn thiện xong bộ nghê cực kỳ đẹp và mẫu mã mới của cơ sở bên em. Đấy, mọi người xem, bộ sản phẩm vừa được dựng mộc xong. Và đây là bộ đầu tiên được cơ sở em dựng lên. Đấy là bộ duy nhất mọi người nhá. Và đây là bộ tay 12 gỗ hương đá, vách được đục bát tiên. Đấy, và vân rất là đẹp, được cơ sở em chọn tuyển. Bộ sản phẩm thì gồm có 6 món. Đấy thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu trực tiếp cho tất cả mọi người ở đây cùng xem và tham khảo. Đấy, trước tiên là cái đoàn của nó. Đoàn của nó thì kích thước phù bì vẫn là 2m1 và cao, chiều cao vẫn là 1m3. Và thay vào đó, nghe bảo đỉnh thì đây nó là hai con rồng đối nhau. Đấy, và vẫn có con phượng ở hai bên. Đấy. Đây mọi người có nhìn thấy rồng phượng. Và ở dưới vẫn có hổ phù. Điểm đặc biệt khác của nó là không còn con nghê bảo đỉnh và con kim quy nữa ở dưới góc nữa. Đây mọi người xem từng chi tiết được đục rất là đẹp và rất là thoáng. Đấy, được đục thông hoàn toàn hình con rồng. Bộ sản phẩm này là nguyên rồng phượng. Và vách tựa lưng thì được đục bát tiên. Đây mọi người có thể xem vách tựa lưng được cơ sở em đục bát tiên, gồm 8 vị tiên ở trên này. Và phong cảnh ở xung quanh diềm thì được cơ sở bên em là rồng hóa và có những con nghê ở hai bên đây. Đấy, ở dưới này cũng có cả phượng nữa. Và vách tựa lưng của bộ sản phẩm này là dày 4 phân, vách dày 4 phân mọi người nhá. Vách dày 4 phân và cột của nó là cột 12, gỗ được chọn vân rất là kỹ càng. Đây mọi người có thể xem đây ạ, cột 12. Đấy, và mặt sau của bộ sản phẩm này đây. Rất là đẹp. Đấy, cột không tâm. Và tay nghê của nó cũng là một dáng nghê cũng khá là mới. Đây mọi người xem, đây là dáng nghê đứng của cơ sở bọn em. Đấy, đang đứng trên gió đây, đứng trên mây. Đấy, và nghê được cạo vẩy rất là đẹp. Tay nghê 12 luôn. Và bộ sản phẩm này khuôn tranh của nó là dày 3 phân. Đây khuôn tranh dày 3 phân, yếm cũng dày 3 phân và mặt ván của nó dày 1/4. Cực kỳ chắc chắn và được chọn vân cực kỳ kỹ càng cho cái mặt ván này, mọi người có thể xem đây. Đấy, cơ sở em chọn vân rất là kỹ. Và sang đến điểm tiếp theo, mặt bàn của bộ sản phẩm này là của nó kích thước sẽ là 70, dài 1m4. Và mặt bàn thì vân thì là tuyệt vời nhất của bộ sản phẩm này rồi, không chê vào đâu được. Đây mọi người có thể xem. Đấy, mặt bàn rất là đẹp. Và được mặt bàn này thì được cơ sở em làm dày hơn. Mặt bàn của nó, mặt bàn liền một tấm là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai của nó, mặt bàn dày 1/8. Đấy, dày hơn mặt ghế dày. Đây mọi người xem đường chỉ rất là sâu. Đấy, và chân được đục đầu lên chân móng và yếm của nó cũng là dày dày 3 phân và đều có ngăn kéo bàn và ngăn kéo đôn. Đấy, rất là tiện lợi để chè vào thuốc ở trong này. Và sang đến điểm tiếp theo là cái ghế đơn của bộ sản phẩm này. Ghế đơn của nó cũng đặc trưng là hai con rồng ở hai bên. Hai con rồng và ở dưới là hổ phù. Đấy, rất là hung dữ. Đây mọi người nhìn từ xa lại cực kỳ đẹp. Đó, và vách tựa lưng cũng được đục những hai cú tiên. Hai cú tiên bên cạnh cảnh đầm sen. Và dáng nghê vẫn dáng nghê đứng. Khuôn tranh thì vẫn dày 3 phân và mặt ván đây. Mặt ván thì rất là đẹp. Đấy, mặt ván bộ sản phẩm này cơ sở em làm dày hơn mặt ván những bộ sản phẩm thông thường một chút. Đấy, và sang đến điểm tiếp theo là cái đôn. Cái đôn của nó kích thước là 50 x 40 và có ngăn kéo mọi người nhá. Có ngăn kéo và kích thước thì dày, độ dày thì vẫn vậy. Cực kỳ dày. Vâng, qua đây thì sang đến điểm tiếp theo của cái đơn này thì không có gì khác. Đấy mọi người có thể xem. Rồi. Bộ sản phẩm này là mẫu mã mới cho nên là rất là hot. Và khách hàng nào, đây mọi người sẽ tổng quan lại. Đấy, bộ sản phẩm gồm có 6 món đây. Khách hàng nào khi xem xong bộ sản phẩm này quan tâm và là muốn được tư vấn hoặc là muốn đặt hàng thì liên hệ luôn em với số điện thoại là 096119 từ quý 0, hoặc là liên hệ với em 0981996615 để em hỗ trợ tư vấn cho mọi người, hoặc là kết bạn qua Zalo cũng như là đến tận cơ sở để xem cái mẫu bộ sản phẩm này. Đấy mọi người có thể xem đây. Đó, và cơ sở em rất là nhiều mẫu mã mới và em đang nhằm cải tiến lại mẫu mã để cho đa dạng mẫu mã lên cho tất cả quý khách hàng có thể đa dạng sự lựa chọn. Đây, như mọi người nhìn tổng quan đây. Đấy, đây là khu trưng bày của bên em. Mọi người đi đến thì mọi người
nhìn luôn vào đây là biết luôn cơ sở em rồi, rất là nhiều bên trong, rất là nhiều hàng cho mọi người xem. Đấy, và em cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất là nhiều. Và mọi người đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cơ sở với em. Và nhớ chia sẻ cũng như là mọi thắc mắc thì đóng góp ở dưới bình luận cho em. Và em xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và tốt lành. Và không quên báo giá của sản phẩm này, cơ sở với em bán với giá là 43.300.000. Cực kỳ là hấp dẫn. Đấy, và em xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.